Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đón xem KNEWS 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những thông tin giải trí nhanh nhất và chính xác nhất. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Hồi tháng 3 năm nay, trước cả khi hợp đồng của IZ*ONE hết hạn, làng giải trí Hàn Quốc đã xôn xao với tin đồn cho rằng Miyawaki Sakura sẽ ký hợp đồng với HYBE sau khi nhóm tan rã. Phản hồi lấp lửng của HYBE vào thời điểm đó rằng hiện tại vẫn chưa có gì được quyết định, cùng với việc Sakura nhanh chóng thông báo tốt nghiệp HKT48 sau khi trở về Nhật Bản. Chưa được bao lâu, càng khiến người hâm mộ tin rằng chuyện về một nhà với BTS là có thật. Thế nhưng mới đây, cư dân mạng đã tìm ra một dấu hiệu cho thấy chuyện ký hợp đồng độc quyền với HYBE cuối cùng dường như cũng chỉ là tin đồn, bởi rất có thể Sakura sẽ không trở lại Hàn Quốc hoạt động. Theo thông tin được chia sẻ bởi các phương tiện truyền thông Nhật Bản, chương trình online do Sakura dẫn dắt sẽ bắt đầu lên sóng từ 25 tháng 7 tới đây. Chương trình phát sóng trực tiếp dự kiến sẽ lên sóng định kỳ trong thời gian tới, được mô tả là chương trình mà Sakura và khách hàng cùng nhau tạo ra. Với chủ đề Miyawaki Sakura mà thường ngày bạn không thể nhìn thấy, chương trình sẽ mang đến cơ hội để người hâm mộ có thể giao lưu trực tiếp với cựu thành viên của IZ*ONE. Với việc Sakura thành MC cho một chương trình trực tiếp sắp phát sóng tại Nhật Bản, nhiều người cho rằng đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy cô đã xác định sẽ tiếp tục hoạt động tại quê nhà. Chính vì thế, việc quay trở lại Hàn Quốc để ký hợp đồng và chuẩn bị debut dưới trướng HYBE là chuyện mà gần như không thể xảy ra, ít nhất là trong tương lai gần. Phản ứng của cư dân mạng Hàn Quốc trước thông tin Sakura có thể sẽ không về dưới trướng HYBE hoặc thậm chí không trở lại làm idol K-pop cũng khá bất ngờ. Trước đây, khi IZ*ONE mới tan rã, từng có khá nhiều ý kiến mong muốn sẽ sớm được nhìn thấy Sakura trở lại Hàn Quốc debut, dù là trong một nhóm nhạc nữ mới hay trong vai trò nghệ sĩ solo. Tuy nhiên giờ đây, so với những ý kiến tiếc nuối nếu như cựu thành viên của IZ*ONE thực sự không trở lại làm idol K-pop, những bình luận vui mừng trước tình huống này lại chiếm số lượng áp đảo hơn cả trên các diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc. Lý do khiến cộng đồng mạng xứ sở Kim Chi tỏ ra vui mừng tới vậy không chỉ vì mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, mà còn vì Sakura trước đây từng vướng tranh cãi cánh hữu. Chính vì vậy mà nhiều khán giả đã bắt đầu bày tỏ sự phản đối quyết liệt khi mà tin đồn Sakura ký hợp đồng với HYBE lần đầu tiên xuất hiện, đồng thời cho rằng một idol Nhật Bản như cô tốt nhất vẫn nên hoạt động tại quê hương. Dù vậy thì hiện cũng chỉ có một số người giải thích rằng việc tiến hành chương trình phát sóng trực tiếp nói trên không đồng nghĩa với việc Sakura sẽ không quay trở lại Hàn Quốc. Lý do là bởi đây không phải chương trình radio của các đài truyền hình Nhật Bản mà chỉ là một dạng Insta Live. Vì vậy kể cả khi Sakura đến Hàn Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động dẫn chương trình của cô. Còn bạn có nghĩ rằng Sakura sẽ không quay trở lại Hàn Quốc hoạt động và cũng không về dưới trướng HYBE như lời đồn không? Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của KNEWS 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của KNEWS 24 giờ.